Kính thưa quý vị, sau 3 ngày phà Sewol bị đắm ngoài khơi của bờ biển miền Nam Hàn Quốc, thợ lặn mới được vào bên trong của chiếc phà lật úp và nhìn thấy những thi thể đầu tiên. Tuy nhiên, trong lần tiếp cận này, họ chưa đưa được các thi thể ra ngoài. Từ ngày 19 tháng 4, sau khi thợ lặn vào được bên trong chiếc phà đắm ở ngoài khơi Hàn Quốc, số người được xác nhận đã thiệt mạng tăng lên ít nhất là 46 người. Khi hàng chục thi thể được thợ lặn đưa ra khỏi con tàu đắm, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, vào ngày 19 tháng 4, thợ lặn đã thử tiến vào chiếc phà bị đắm và đang nằm lật úp ở ngoài khơi bờ Nam của Hàn Quốc tất cả 40 lần. Họ đã nỗ lực tiến xa hơn những gì làm được vào ngày hôm trước và vào được cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4 của chiếc phà 5 tầng. Tuy nhiên, họ không tiến xa hơn được nữa, không thể vào trong khu vực cabin có các phòng nghỉ của khách và khu ăn uống, nơi mà thực tế cho thấy là có thể chỉ có những xác chết. Ngoài ra, thợ lặn đã thấy 3 thi thể qua một lớp cửa kính, nhưng họ không thể tiếp cận được gần hơn. Sóng biển rất mạnh, đôi khi đánh tung cả mặt nạ của thợ lặn. Ngoài ra, tầm nhìn cũng rất thấp. Mỗi lần lặn, thợ lặn chỉ có thể khoảng 20 phút với khí oxy, nên sau thời gian này, họ phải rút trở về. Trong khi đó, thì gia đình của các nạn nhân hiện vẫn chưa thể tin vào những gì đã xảy ra và chỉ trích công tác cứu hộ diễn ra chậm chạp và giới chức Hàn Quốc kém năng lực, thờ ơ đối với vụ việc.